Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái lỗi mà máy cứ hoạt động khoảng tầm 10 giây rồi lại ngừng khoảng tầm 10 giây, hoặc là máy hoạt động khoảng tầm 1 phút rồi lại ngừng khoảng 1 phút, tức là thời gian nó sẽ không cố định tùy theo cái mức độ hỏng của nó. Lúc thì 3 giây, lúc thì 10 giây, lúc thì 1 phút, lúc thì 3 phút, lúc thì 5 phút. Đó, nhưng mà chung quy lại tức là nó cứ dừng rồi chạy và chạy rồi dừng, và cái đường nước thải thì cứ chảy hoài như vậy. Đó, tức là nước ở trên vòi vẫn có bình thường. Thì nó sẽ có cái nguyên nhân như thế này, là cái van một chiều của cái lõi ERO nó đã bị hỏng. Thì khi mà cái máy bơm này lọc qua ERO vẫn bình thường và cái bình áp nó vẫn là có nước, nhưng mà nó không đầy nổi, cái van áp cao nó không ngắt nổi. Đến lúc mà cái van áp cao này vừa ngắt được thì nước ở trong bình áp này lại áp lực nó đã lên cao và nó sẽ đẩy ngược lại cái van một chiều của cái sau đuôi ERO này, làm cho bị hụt áp. Hụt áp thì cái van áp cao này nó lại nhảy và nó khiến cho cái máy bơm này hoạt động tiếp. Thì các bạn xem ở đây cho mình, cái lỗi này nó cũng dễ sửa thôi. Điện ra nha, không có để điện nha, nước thì không cần khóa. Các bạn mở ra ra cho mình, sẽ mở cái này ra trước để mình lấy khóa luôn cái bình áp nha, mình quên khóa cái bình áp, khóa cái bình áp lại. Đó, thì ở sau đuôi RO nó sẽ có hai cái co, cái co này là co nước thải thì nó đi bình thường này, nhưng mà cái co này á, cái con nước xài này nó sẽ hơi đặc biệt một chút. Đây là ở trong cái co này á, nó sẽ có một cái van, nó gần giống như là cái van xe đạp á. Của Kangaroo thì người ta làm kiểu này, còn một số hãng thì người ta làm kiểu giống y chang như cái van xe đạp luôn, nhưng mà nó đều là một chức năng chung. Đó là nó chỉ cho nước lọc chảy ra, chứ không cho nước ở trong bình áp đẩy ngược lại. Đó, tức là chỉ cho chạy theo chiều này thôi. Đó, cho chảy vô bình áp, chứ không cho bình áp trả ngược lại. Nhưng mà khi mà nó đã bị hỏng rồi, nó bị hỏng, thì nước ở trong bình áp sẽ trả ngược lại được. Thì gọi là bị tiêu hao nước. Thì cũng giống như là cái lúc mà máy các bạn đang bình thường, mà các bạn lấy một ly nước thì máy nó sẽ hoạt động lại thôi. Rồi các bạn không lấy nước nữa thì máy nó sẽ ngừng. Thì cái này nó cũng gần giống như thế. Đó, là các bạn cứ để in như vậy thì nó sẽ tự động tiêu hao ra đường nước thải, để dẫn tới là nước thải thì chảy hoài, máy vẫn hoạt động hoài, nước vẫn có uống bình thường, nhưng mà rất là tốn điện và nó sẽ mau hỏng máy. Cái van này thì nó sẽ hỏng theo hai chiều. Một là nó hỏng không còn một chiều nữa, tức là cho nước chảy chiều nào cũng được, chảy vô chảy ra bình thường. Hai là nó tắc luôn, tức là nó có hai lỗi. Cái lỗi tắc luôn thì ít gặp hơn, còn cái lỗi mà nó bị hỏng một chiều thì nó thường gặp hơn. Và khi mà nó bị như vậy, các bạn sẽ phải mua để thay cái van này. Cái van này thì cũng không biết mua ở đâu, thì các bạn tự tìm cách để mua nhá, mua ở những cái cửa hàng máy lọc nước. Còn nếu mà không biết mua nữa thì comment mình chỉ chỗ cho mà mua, mình ở Sài Gòn nhá. Đó, cái này không biết trên mạng có bán hay không, nhưng mà tên gọi của nó là van một chiều của lõi lọc ERO nha. Đó, các bạn nhớ cái tên để mua. Sau khi mua xong thì các bạn về lấy cao su non, các bạn cuốn lại, cuốn vào đây, xong rồi lại vặn vào đây như cũ cho mình. Đó, vặn vào và lắp vào là xài bình thường nha, không có vấn đề gì cả nha. Thì cái lỗi mà nó chạy xong rồi ngừng rồi chạy là chỉ có liên quan đến cái van một chiều thôi. Nhưng mà khi mà các bạn đã sửa một cái lọc nước thì các bạn nên nhớ để ý cái bộ lõi 1, 2, 3 xem thử nó có bẩn quá hay không. Nếu mà đã quá 6 tháng rồi mà các bạn chưa thay thì các bạn nên thay cái bộ lõi 1, 2, 3 này đi, rồi hẳn sửa. Tại vì nhiều lúc nó cũng có nhiều cái kết hợp lại với nhau nó mới tạo ra một căn bệnh. Nên là các bạn nhớ để ý một chút xíu. Rồi, cảm ơn các bạn nha.